Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì hôm nay em tiếp tục lên bò cái bô xin nha cô bé anh chị. Bò này đang bầu lứa thứ ba nha. Bò này bầu nọc nhảy nha cô bé anh chị. Đó, nọc con nọc cực kỳ đẹp luôn nha. Thì cái bò này bầu được gần 8 tháng rồi nha cô bé anh chị. Bò này nói chung là chiều cao em đo giữa sái là 1m23. Còn chiều cao luôn ngay chỗ chỗ cao nhất á, là chỗ đây ngay chỗ đùi chỗ cao nhất là 1m33 nha cô bé anh chị. Nói chung là bò này tàn tàn cũng ok lắm nha. Bò này cũng còn hơi ốm, chủ nuôi cũng hơi khổ nha cô bé anh chị. Chung bò này là bò hả nha, bò dòng á. Chung là cái dòng bô xin này để con cực kỳ nha cô bé anh chị. Nói chung là sái bớm nghiêm chỉnh nha cô bé anh chị. Thì ngay cái da nó có nổi mấy cái mục đó, không phải viêm da nha cô bé anh chị. Cái mục đó không phải viêm da nha. Sái bớm nghiêm chỉnh nha. Con bò nói chung là tướng cũng được, lực lưỡng nha cô bé anh chị. Nói chung là bò hả thì nó như vậy là khá là ok rồi đó. Vú nó cũng dậm dậm xuống hết nha cô bé anh chị. Bò 8 tháng rồi, bảy mấy 8 tháng vú dậm dậm xuống rồi nha. Cúng chuyền bài bản nha. Chừng 4 móng sò nha cô bé anh chị. Thì bò này muốn bán giá là 32 triệu nha cô bé anh chị. 32 triệu là em bao vận chuyển cho cô bé anh chị luôn nha, từ 100 đến 150 cây số nha. Bầu 8 tháng. Bò này tướng cực kỳ đẹp nha cô bé anh chị. Cái dòng này đẻ con cực kỳ tốt luôn nha. Rồi, cảm ơn cô bé anh chị đã theo dõi video của em nha. Nếu thấy hay thì cho em xin một đăng ký nha.